Em Trang, cô dâu Việt Nam đang sống ở Ấn Độ. Xin chào buổi sáng cả nhà thân yêu nha. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật nhiều điều tốt lành nè. Hôm nay thì Trang được dịp ngủ nướng nè cả nhà. 9 giờ rồi mới dậy á, chưa có nấu đồ ăn sáng cho chồng Trang nữa. Tại vì hôm nay chồng Trang ăn bên mẹ Trang nè. Mẹ Trang cũng đã chiên trứng sẵn cho Trang rồi, một phần trứng và một phần bánh mì ha. Còn Trang chỉ cần nấu sữa và làm cà phê sữa cho mình uống thôi. Ăn sáng xong thì Trang cũng bắt đầu lo đi nấu cơm và làm đồ ăn nè cả nhà. Trang khoe cho cả nhà là lá dứa anh Trang trồng á, Trang lấy cũng gần hết lá dứa của ảnh rồi. Đợi sau này mà có tiền có dư một chút xíu thì Trang cũng định cải tạo lại cái khu vườn ở đằng sau nhà Trang á. Trang muốn trồng rau hữu cơ nè. Trang sẽ mua hạt giống ở Việt Nam nè, rồi đem qua đây rồi mình trồng những loại rau mà mình ăn được á. Nói chung là rau sạch ha, và an toàn vệ sinh nữa. Ở đây thì người Ấn Độ rất là ít ăn rau, bởi vậy ra ngoài chợ cũng không có nhiều rau để cho mình lựa chọn đâu. Cơm của Trang bây giờ cũng đã chín rồi nè cả nhà. Hôm nay thì Trang trộn hai loại gạo ha, gạo Hàn Quốc và gạo Ấn Độ để xem coi nó như thế nào. Trang sẽ cho cả nhà xem coi nó có độ dẻo như thế nào ha. Thì Trang nấu một chén gạo Hàn Quốc và một chén gạo Ấn nè cả nhà. Nhưng mà cả nhà có thể thấy ha, nó vẫn còn bị khô nè, chứng tỏ là gạo Ấn cực kỳ khô ha. Khô Trang phải bỏ, chắc Trang phải bỏ thêm nước, Trang bỏ bốn bốn chung nước á. Bây giờ thì Trang cũng sẽ nêm nếm cốc lết ha. Thì Trang mua loại cốc lết lết lớn như vậy nè, to thì Trang mua có bô 4 miếng to vậy ha. Thường thì chồng Trang sẽ không ăn mỡ, nhưng mà hôm nay Trang muốn nướng trong nồi chiên không dầu á, để coi chồng Trang ăn được không, không không thì cũng bỏ ra cũng không sao. Những gia vị mà thường Trang hay nêm làm ướp cốc lết đó cả nhà thì cũng có dầu hào, nước tương, bột ớt, bột tỏi với lại bột hành, tiêu, rồi đường, rồi một chút nước mắm với lại nêm. Nói chung là mình nêm nếm theo khẩu vị của mình ha. Và có một loại bột đó là bột masala này cũng được gọi là giống như ngũ vị hương của Việt Nam mình đi ha, masala của Ấn Độ. Bây giờ chị sẽ ướp ha. Và Trang sẽ bỏ ớt sa tế của Trang làm ha, để cho thêm hơi mùi sả tỏi trong đây. Chồng Trang thì rất là thích ăn ớt sa tế, món gì cũng ăn hết, ăn mì, ăn bún, ăn gì ăn cũng ăn hết, ăn phở cũng ăn, cơm cũng ăn. Trang có bỏ thêm một ít tương cà cả nhà, tại vì tương cà ở đây nó cũng ngon. Lần trước chồng Trang cũng kêu Trang ướp kiểu này nè để làm barbecue đi chơi chung với mấy người bạn cả nhà. Trang cũng đã có quay video rồi đó, thì đã ăn hết sạch luôn. Mọi người khoái kiểu nó ướp vậy nè. Cốc lết. Và say cốc lết. Cốc lết? What is cốc lết? Pork chop. In Vietnam is cốc lết. Of course. Nice, right? With heart. Rất kiểu heart. Heart. Where will you go? Trong khi đợi cho thịt thấm thì Trang sẽ nấu canh cà chua nha cả nhà. Hôm nay Trang thèm ăn canh cà chua. Cà chua với lại trứng. Nhưng mà Trang thường thì Trang sẽ xào một ít tỏi hành.
cho nó phi thơm á. Và hồi nãy còn dư một ít ức gà thì Trang bầm nhỏ, Trang cũng sẽ bỏ vào canh cho ăn. Ở Việt Nam thì Trang rất là ít ăn loại súp này, nhưng mà không hiểu sao khi mà qua đây thì rất là thích ăn nha. Mỗi lần mà có việc bận á, thì không có thời gian nấu, thì chỉ cần nấu cái súp này lên thì ăn với cơm cũng đã ngon rồi. Cả nhà thấy nhìn rất là hấp dẫn ha, súp cà chua trứng với lại thịt gà. Còn bây giờ thì Trang đang làm mỡ hành để ăn với cơm á cả nhà. Thường thì mọi người hay ăn mỡ hành với tép mỡ ha, nhưng mà ở đây thì Trang chưa có thời gian để thắng tép mỡ nè, nên Trang chỉ ăn với mỡ hành thôi. Nhưng mà Trang lại thích có bỏ thêm tỏi, tỏi phi á, nên Trang phi tỏi trước, sau đó rồi bỏ hành lá vào, rồi chút nữa Trang lên cơm thì ăn rất là thơm mùi tỏi ha. Món sườn nướng của Trang cũng đã hoàn thành rồi ha. Thì Trang ăn cơm với nước mắm. Nước mắm này thì là nước mắm chanh tỏi ớt. Trang thường hay làm rồi để trong tủ lạnh như vậy á. Mỗi lần ăn cái gì đó thì cứ lấy ra ăn thôi. Còn đây là chén súp cà chua ha, thơm ngon bổ dưỡng. Cả nhà ơi, Trang xin mời cả nhà cùng ăn cơm với Trang ha. Sườn nướng theo kiểu của người Việt Nam và Trang cũng bày đặt trang trí cái gì nha. Trang có một cái điều này vui lắm kể cho cả nhà xem. Đây là đồ chua mà Trang làm á, và gồm có củ cải và cà rốt. Thì lần trước Trang làm, Trang chuẩn bị trước, Trang cũng cắt hoa này nọ nè, rồi chuẩn bị để khi mà nấu nướng ở đây thì Trang cũng dùng cái này ăn và trang trí luôn. Thì đợi lâu quá, thế là Trang có một lần mẹ Trang nướng gà ở bên kia thì Trang thấy thơm quá và ngon. Bởi vậy Trang mới đem cái đồ chua này, Trang đem qua bển ăn chung với gà và Trang mời mọi người trong gia đình ăn chung á. Trang không ngờ là mọi người cực kỳ thích luôn và ăn hết một hũ đồ chua luôn. Sau đó thì Trang cũng mua thêm củ cải và Trang làm thêm. Ở đây củ cải của người ta bán nhỏ xíu ở cả nhà. Nhỏ xíu à, bởi vì mỗi lần cắt nó cũng khó, nó cắt ra cái bông hoa nhỏ xíu à. Chồng Trang thì đang bận đó, chẳng lẽ là hồi sáng giờ ảnh ở đây. Rồi sau đó rồi cái máy microwave của nhà Trang nó bị hư, của mẹ Trang bị hư á, bây giờ ảnh phải đi tìm chỗ để sửa cái máy đó. Rồi sau đó là ảnh đi mua thêm gạch để chuẩn bị cho một cái xây một cái bên kia cả nhà, nên cũng đang chuẩn bị gạch. Mà mấy ngày nay thì mưa rất là nhiều, mưa rất là to. Từ sáng đến chiều ảnh đi là ảnh ướt hết luôn. Bây giờ thì Trang, nãy giờ Trang đợi ảnh để Trang ngồi ăn chung với ảnh rồi nói chuyện với cả nhà. Nhưng mà ảnh nói thôi ăn trước đi, rồi chút nữa ảnh về ảnh ăn. Thì bây giờ Trang ăn trước ha. Trang cũng ngồi đợi ảnh. Nice. Bây giờ là cũng gần, bây giờ là 4:15 rồi cả nhà. Chồng Trang mới đi công việc về á, mưa quá trời luôn. Anh nói là mưa mà không thấy đường luôn á, xe đi xe hơi mà mưa đến nỗi mà không thấy được đường, nên anh phải ngừng. Không là hồi nãy ảnh nhắn tin cho Trang là cũng 3 giờ là ảnh tính lẽ trên đường về mà phải ngừng lại. Vậy là Vietnam shop. Vietnam shop. Last to remember. Hồi ảnh nói là vị giống như là cung tấm Ba Ghiền á cả nhà. Tại vì hồi lúc mà ảnh qua Việt Nam để làm đám cưới với Trang á, thì Trang hay dẫn ảnh ăn ở cung tấm Ba Ghiền, ảnh rất là thích.
Tại vì cơm tấm tay viền thì cái khẩu phần rất là to ha, thì hợp với ảnh, ảnh ăn được cái khẩu phần đó. I feel the nice break in air fire, but if we grill by charcoal is okay also. It's nice also. Chị nói với ảnh là nếu mà thịt nướng nướng với than thì sẽ ngon hơn nữa là so với nướng trong nồi chiên không dầu á cả nhà. I finish. Just now I sit it alone, missing you. That's why I make heart shape. That'd be nice. So every day we eat Vietnamese food. Thai food và like chồng Trang cũng thích ăn món Thái lắm đó cả nhà. Hồi xưa mà trước khi quen Trang là ảnh chỉ ăn những cái món như mà như bánh mì kẹp hoặc là hamburger này nọ thôi. Nhưng mà sau này sau khi quen Trang rồi thử được nhiều món khác nhau á, bây giờ là ghiền món Thái. Hồi xưa đi ra Thái là Trang gọi cả bàn vậy đó. Rồi hai vợ chồng ăn bắt giờ luôn. Rồi món Thái. Rồi món rồi đi ăn ở bên Hồng Kông thì là đi ăn mấy cái chỗ mà lẩu với lại mấy cái chỗ hot pot rồi mấy cái chỗ đồ nướng á. Anh cũng khoái lắm. Đồ mà tự chọn rồi xong rồi mình nướng. So I miss Hong Kong. Hong Kong also have Vietnamese restaurant, right? Hồi xưa cũng đi ăn ở Hồng Kông. Rồi cũng có quán ở Việt Nam nhưng mà quán ở Việt Nam ở Hồng Kông cực kỳ mắc luôn á cả nhà. Two places. In Taiwan also have Vietnamese restaurant. Trong các nước mà Trang đi thì Trang thấy ở Đài Loan thì quán ăn Việt Nam tính ra là rẻ thì rẻ hơn ha. Chi phí trả cho một món ăn rẻ hơn là so với mấy cái nước như Hồng Kông, Singapore, rồi ở đâu nữa ta? Hồng Kông, Singapore, Malaysia. Đúng rồi, ở bên Mã Lai nữa cả nhà, bên Mã Lai đồ ăn, bên Mã Lai đồ ăn cũng ok. But Malaysia, one dish is ok, right? It's cheaper than in Hong Kong. Hong Kong is the most expensive one. Ở bên Sing với lại Hồng Kông là Trang thấy giá nếu mà vô ăn quán Việt Nam giá rất là cao. Nhưng mà Trang thấy tính ra thì tại vì người ta mở nhà hàng lớn nữa, với lại ở trong trung tâm thì tiền nó cũng vào chia trả hết mấy mặt bằng rồi cả nhà. India. Chồng Trang nói là ở gọi là ở Ấn Độ cũng có. Mumbai. Thì Mumbai ở Mumbai thì cũng có Việt Nam, người Việt Nam cũng nhiều. Trang quên mua dao. Để mốt Trang mua dao cho anh, tại vì khi mà anh ăn bò với lại ăn thịt heo anh sẽ cắt. Trang quên mua. Nice, right? But the rice is dry, right? It's not like, because I mix India rice, become dry, right? Even I put more. I leave more water still. It's only 20 minutes. Cook this. That's really funny. Trang nói với ảnh là nướng thịt này chỉ có khoảng 20 phút. Lần trước dùng cái máy mà làm bánh bên nhà mẹ Trang để nướng. Mỗi lần nướng trời ơi, nướng cả một tiếng mấy, hai tiếng mà vẫn chưa chín cả nhà. Cháu không hiểu cái máy đó làm sao. Mỗi lần nướng thì Trang thấy rất là tốn điện. Bởi Trang mới kêu ảnh là
Tại vì ở Việt Nam mình thì mình thường xài máy nồi chiên không dầu ha, cho nó tiện. Ở đây thì người Ấn Độ vẫn còn xài giống như là cũng có máy đầy đủ, nhưng mà họ ít xài nồi chiên không dầu á cả nhà. Mà lần trước mẹ Trang thấy Trang mua nên mẹ bây giờ mẹ Trang cũng muốn mua á, kiểu là hạn chế dầu mỡ á. Chứ thường mỗi lần mà mẹ Trang muốn chiên gà, chiên này chiên nọ thì toàn là dùng dầu, thì rất là nhiều dầu ha. Bây giờ lần trước mẹ Trang nói muốn mua một cái. So okay now. And I like it. So this. Hồi nãy Trang ăn thì Trang cảm giác được cái mùi vị, hương vị Việt Nam á cả nhà, nên Trang sẽ học cách làm bì. Tại vì ở đây người ta không có bán bì như Việt Nam mình, nên mình phải tự làm luôn cái thì như chắc là phải mua da heo rồi mình luộc ra, mình cắt thành bì á, làm thính này nọ. Thì Trang sẽ học để Trang làm bì, ăn cái bì sườn chả. Lần sau thì Trang sẽ làm xíu mại trứng muối, còn trứng muối nè. Xíu mại trứng muối với lại là chả hấp trứng muối ha, Trang làm tiếp. Lần trước thì như Trang ngâm cỡ là như có 20 hay 30 trứng thôi, Trang quên rồi. Thì sau Trang sẽ ngâm nhiều hơn. I love it. I love it. Can eat every day. Trang hỏi chồng Trang thích không? Thôi ăn mỗi ngày cái này cũng được. No. Indian food. Night time. Và cả nhà có thể nghe ha. Trang sẽ nấu món Việt Nam, ảnh thì sẽ nấu món Ấn. Xương này ảnh không bao giờ gặm, ảnh sẽ lấy thịt ra hết. Thường là Trang sẽ là người ăn xương, gặm xương giùm ảnh á. Tại vì Trang thích ăn mấy cái chỗ sụn sụn á cả nhà. Và cả nhà, video của Trang đến đây cũng kết thúc nha. Vợ chồng Trang xin rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của Trang hôm nay. Ngày hôm nay Trang rất vui làm món sườn nướng mà ảnh thích. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Trang sẽ cố gắng làm nhiều món Việt Nam hơn cho chồng Trang ăn. Rồi Trang sẽ tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.